Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Long Cổ Tự. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức hiện diện. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử có mặt buổi sáng hôm nay. Thì các Phật tử cũng biết rằng hôm nay có nhân duyên lành quý vị trở về đây để dự cái lễ kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo. Đó là cái điều quý báu, hết sức quý báu. Mà trong đời này, người nào có duyên lành, được thân cận, được gần gũi, được chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lòng mình cảm thấy có một cái niềm vui và cái niềm an lạc, hoan hỷ rất tự tại. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngày hôm nay thì hầu hết Phật tử chúng ta ở đâu đâu cũng đều hướng về Ngài, vì Ngài có cái năng lực là từ bi và cứu khổ. Cho nên mỗi khi mà thường mà chúng ta gặp những cái tai ương nạn chướng trong cuộc đời, thì chúng ta thường nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái biểu tượng của Ngài giống như một người mẹ hiền, luôn luôn che chở cho đàn con. Một tay thì Ngài cầm ngành dương liễu, một tay thì cầm tịnh bình. Tịnh bình là nước cam lồ, nước mát, nước ngọt. Gọi là gì? Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay. Tâm chúng sinh trong cuộc đời gặp phiền não chi phối, gặp ngoại cảnh, ngoại duyên làm chúng ta đau khổ, nương vào hình ảnh, nương vào năng lực của Bồ Tát, chúng ta được cái sự gia trì. Tức là Ngài cầm ngành dương liễu á, nhúng nước tịnh bình, tức là trong cái nước cam lồ, trong cái tịnh bình đó rưới xuống thế gian, làm cho những cái phiền não tham sân của chúng sinh mất dần tiêu diệt, để chúng ta có được cái đời sống được an vui hạnh phúc. Cho nên ngày hôm nay thì hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì hầu như mỗi đạo tràng, thậm chí nhà cư sĩ tại gia cũng thỉnh tượng của Ngài để thờ. Đây là cái điều hết sức quý báu. Vì các vị biết Bồ Tát Quan Thế Âm tiền thân của Ngài thì sâu xa về trước, Ngài là bất quyền thái tử, Ngài là con của vua Vô Tránh Niệm. Lúc bây giờ vua Vô Tránh Niệm trị vì một giang sơn rất là cường thịnh, thì thời đó thì có Đức Phật và Bảo Tạng Như Lai. Thì Phật Bảo Tạng Như Lai ra đời á, thì tất cả chúng sanh đang chiêm ngưỡng, đang sùng bái và quy hướng về Ngài. Thấy cái lực mà chúng sinh quy hướng về Pháp Tạng Như Lai quá lớn, là Bảo Tạng Như Lai quá lớn quá đông, thì vua Tránh Niệm mới cảm thấy rằng một vị Phật mà được nhiều người quy kính như vậy thì rất là quý báu. Cho nên vua cũng phát tâm lành hướng về Đức Phật Bảo Tạng. Lúc bấy giờ Ngài phát tâm cúng dường trong 3 tháng, tức là cúng dường tứ sự, tứ vật dụng đến Đức Phật Bảo Tạng. Thì Đại Thần Bảo Hải mới hỏi vua cúng dường như vậy để làm gì? Thì vua Vô Tránh Niệm trả lời rằng: tôi muốn cúng dường để được cái phước báo nhân thiên. Thì Đại Thần Bảo Hải nói rằng: Ngài đừng có mong cầu phước báo nhân thiên, vì phước báo nhân thiên á, có đó hưởng hết rồi cũng phải hoàn sanh diệt mà thôi. Chi bằng Ngài cúng dường, Ngài cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cứu độ chúng sanh, thì cái quả phước này tốt gấp ngàn lần cái phước phủ lậu. Lúc bây giờ Ngài phát nguyện vậy thì hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cầu thành Phật quả. Thì Ngài về, Ngài khuyên trong gia đình tất cả các con và quần thần gia đình đều hướng về Tam Bảo để tu. Thì lúc bây giờ Bất Hoàng Bồ Tát, cho nên là thái tử đó, thì Ngài mới nghe phụ thân khuyến khóa như vậy, thì Ngài phát tâm đến trước Đức Phật Bảo Tạng. Thì Ngài phát tâm do công đức cúng dường này mà để kiếp sau Ngài trở thành một vị Phật. Sau Phật A Di Đà, tức là do công năng tu hành của vua cha là Vô Tránh Niệm đó thành Phật, rồi khi mãn kiếp của A Di Đà thì Ngài sẽ kế tục sự nghiệp của Đức Phật A Di Đà, sẽ là một vị Phật trong tương lai. Và Ngài phát tâm rằng tất cả chúng sinh Ngài nhìn thấy trong cuộc đời này quá đau khổ,
do mê mờ, do không giác ngộ, cho nên Ngài phát cái bi tâm thương tất cả chúng sinh như vậy, mà Ngài nguyện lớn là Ngài sẽ thành Phật để giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà trước khi thành Phật, Ngài phải là một ứng thân của vị Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh trong cuộc đời. Cho nên cái công hạnh của Ngài đó, Ngài nguyện lớn như vậy, mà ngày hôm nay 19 tháng 9 là chúng ta đang làm cái lễ gọi là ngày thành đạo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì các Phật tử cũng biết rằng cái nguyện lực của Ngài quá lớn, vì thấy chúng sinh trong cõi đời này đang đau khổ, đang chìm đắm trong bể khổ sông mê. Cho nên Ngài mới phát tâm rất dũng mãnh để cầu thành Phật quả, cứu độ chúng sinh. Nhưng mà trước giai đoạn thành Phật quả thì phải ứng thân để làm thành Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Cho nên bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà thường gọi là Mẹ Hiền Quan Âm đó, là một vị có năng lực tầm thinh cứu khổ, nghe tiếng tâm cầu khẩn van xin của chúng sinh nơi đâu, thì Ngài liền ứng thân, tức là 32 hóa thân của Ngài vào tất cả trong cuộc đời này để tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Đó, cho nên mỗi Phật tử nào mà chúng ta hướng về Ngài thì chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Phật tử đúng không? Khi mình lại Phật Âm mình thấy mình có vui không? Có nhẹ nhàng không? Có hoan hỷ không? Vì cái sự gia trì của Ngài đối với chúng ta. Thì Ngài phát ra 12 lời nguyện lớn. Chắc các Phật tử tụng kinh Phổ Môn thì các Phật tử cũng thường đọc 12 lời nguyện này. Lời nguyện thứ nhất: Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Thì chúng ta sướng vậy, chúng ta lại một lại. Nghĩa là gì? Ngài có hiểu biết đầy đủ, thần thông hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyến độ khắp chúng sinh. Cái lời nguyện thứ nhất của Ngài, khi chúng ta sướng lên, chúng ta lại một lạy. Và nguyện thứ hai: Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải. Là gì? Tại thường ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam để cứu độ chúng sinh. Biển ở đây không phải là cái biển của chúng ta thấy, mà cái biển trần khổ não mê mờ của chúng sinh, Ngài thị hiện vào đó để Ngài cứu độ chúng sinh. Và nguyện thứ ba: Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Tức là Ngài nguyện luôn luôn ở trong cõi Ta Bà và cõi U Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu với Ngài. Tức là Ngài thường xuyên ở trong cuộc đời này, nếu vị nào phát tâm khi gặp có những cái chướng duyên trong cuộc đời mà phát tâm dũng mãnh để nguyện cầu, thì Ngài sẽ ứng thân để Ngài phù hộ cho mình. Đó là cái năng lực phát nguyện của Ngài như vậy. Cái thứ tư: Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Tức là Ngài nguyện trừ khử loài tà ma yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm. Và cái nguyện thứ năm: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Tức là Ngài thường lấy cành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong bình thanh tịnh để tắm mát lửa lòng của tất cả chúng sanh. Để cho nên ai mà khi mà mình nóng giận lên mà mình niệm Quan Âm thì ngay cõi lòng mình sẽ dịu bớt liền. Mà tự nhớ vậy nha, khi chúng ta nổi sân lên nha, chúng ta nhớ niệm Quan Âm đi, thì nổi sân lên mà niệm Quan Âm là lúc bấy giờ đó, tự nhiên cái năng lực của Ngài phò trì cho mài cho mình là cái lòng sân nó sẽ nguội lạnh liền, nó mát dịu liền. Phật tử, đó là cái năng lực mà Phật tử phải hiểu chỗ này. Và thứ sáu: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quan Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là Ngài thương xót cõi đời và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều cải coi bình đẳng như nhau. Tức là khi mà mình phát tâm, mình khởi một cái tâm lên có một cái sự phân biệt đối xử, ghét người này, thương người kia, không ưa người nọ, thì mình phải niệm tưởng Quan Thế Âm liền. Để chi? Để cho mình chấn chỉnh cái tâm mình trở lại. Vì Quan Thế Âm Bồ Tát là không đối xử phân biệt, tức là Ngài thấy tất cả chúng sinh đều đáng thương. Vì Bồ Tát lân mẫn chúng sanh như xích tử, Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con đỏ. Và cái nguyện thứ bảy là: Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hại Quan Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Có nghĩa là đêm ngày
Ngài đi khắp đó đây để cứu chúng sinh ra khỏi các sự tổn hại. Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Cho nên có một đoạn kệ nói rằng mẹ thương con, xuất gia chẳng nệ, Phật độ đời nào kể gian lao. Hai tâm hồn rất giống nhau. Mẹ giàu tình cảm, Phật giàu từ bi. Thì cái tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm á, đối với chúng sinh trong cõi đời này, bất cứ ở trường hợp nào, ở giai cấp nào, ở hoàn cảnh nào, khi mà mình phát tâm niệm tưởng đến Ngài thì có sức gia trì làm cho mình vượt qua những cái khổ nạn, mà thậm chí trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Ngài cũng nguyện dấn thân để cứu vớt chúng sinh. Đó là cái bi nguyện rất rộng lớn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và câu nguyện thứ 8, Nam Mô Vọng Lâm Nham cầu lễ bái Quan Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Tức là nếu ai quay về hướng Nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi. Cái hướng Nam đây là quay về với tấm lòng thanh tịnh của mình, với cái sự thương yêu, tha thứ, quay về với lẽ phải của mình. Thì khi mình có những cái chướng nạn mà khi mình kết cái quan trái, thì ngay lúc mình quay về với chính mình, mình niệm tưởng Quan Thế Âm thì cái quan trái đó nó sẽ bớt đi, nó dứt đi. Nguyện thứ 9, Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Tức là dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền Ngài đi cùng trong biển khổ để cứu vớt chúng sinh. Đó, Ngài nguyện Ngài làm cái thân Ngài như chiếc thuyền á, đi vào cuộc đời, cái bể khổ này. Thưa tất cả các Phật tử, cuộc đời chúng ta sống á, cuộc đời hẳn là tự nhiên, nó vẫn là như nhiên, như thường, như vệ, như nhiên, nó không thay đổi. Nhưng mà chúng sinh sống trong cuộc đời do si mê, do nghiệp chướng nhiều đời, cho nên chúng ta cái hành vi chúng ta tạo rất nhiều lỗi lầm, tạo rất nhiều lỗi lầm trong cuộc đời, cho nên ta gọi là đời là bể khổ. Cuộc đời nó vốn tự nhiên, nhưng chúng sinh trong đời tạo nghiệp chẳng lành, nó kết quả không vui, thì có người đau khổ, buồn phiền, thù oán đủ thứ chuyện, nó tạo thành như một cái biển khổ. Đó. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn lúc nào Ngài cũng thị hiện vào cõi ta bà, Ngài như chiếc thuyền á, để cứu vớt chúng sinh nơi biển trầm luân sanh tử. Cái tâm nguyện của Ngài lớn như vậy. Cái nguyện thứ 10, Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ sắc thân thì sẽ có phướng dài đi trước, tàn lộng quý giá theo sau, để trước về Tây Phương. Nếu mà Phật tử nào ở trong cuộc đời này mà tu hành theo cái gương hạnh của Ngài, từ bi và hỷ xả, tức là tứ vô lượng tâm, Ngài đã từng thực hành cái hạnh nguyện này. Nếu Phật tử nào mà tu được trọn vẹn như vậy, khi xả báo thân thì phía trước có tràng khoan, phía sau có bảo cái, Quan Thế Bồ Tát dùng năng lực đưa mình trở về Tây Phương. Đó là nguyện Ngài không sai. Nhưng mà phải làm theo Ngài nha, phải thực hành theo như Ngài đã tu tập. Nguyện thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con đỏ. Trong tâm mình không có một điểm oán thù thì khi thân hoại mạng chung, Bồ Tát sẽ cứu độ mình. Nhớ vậy, vì cuộc đời Bồ Tát Quan Thế Âm là Ngài vì tâm bi nguyện thương chúng sinh cho nên Ngài mới thị hiện vào cuộc đời. Mà thương chúng sinh thì không phân biệt. Nếu mà chúng ta thương mọi người không phân biệt như vậy thì khi thân hoại mạng chung thì Bồ Tát sẽ đến, trước là tràng phan, sau là bảo cái, tiếp trước đưa chúng ta về Tây Phương. Mà nếu chúng ta tu trật là thông đơn, tự nhớ nghe, tu cho đúng. Nguyện thứ 11, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Khí Nguyện. Tức là ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức Phật A Di Đà, Ngài đã được cho biết trước về sau Ngài sẽ thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó. Như hồi nãy tôi nói đó, tiền thân của Ngài là Bất Hoàng Thế Tử, thì Ngài do vua cha phát nguyện như vậy, Ngài cũng phát nguyện theo. Mà quan sát chúng sinh trong cuộc đời này đau khổ, Ngài nguyện nửa thành Phật để cứu độ chúng sinh.
Cho nên sau khi Đức A Di Đà mà mãn rồi, viên mãn rồi, thì kế tục cái sự nghiệp thành Phật là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó. Cho nên các Phật tử phải biết cái câu nguyện như vậy. Câu nguyện thứ 12: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Thoại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Dị Nguyện, tức là được thân hình nghiêm trang không ai sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu 12 nguyện lớn. Đó, Ngài phát 12 nguyện lớn đó, cho nên Ngài được cái thân trang nghiêm tướng hảo. Thì Phật tử nào cũng phải ứng thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cuộc đời này, nếu mình muốn trọn vẹn, muốn được tướng tốt như Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình nguyện tu tất cả các pháp lành. Vì sao? Vì tu tất cả pháp lành á, thì mình sẽ được đầy đủ cái phước báo. Mà đầy đủ phước báo thì thân tướng mình được trang nghiêm. Còn nếu mình không biết tu tập pháp lành mà mình cứ quân tập pháp dữ, mỗi ngày mình có sân, có si, có nghiệp chướng dễ đầy, tham lam, rất nhiều thứ, thì cái tâm mình nghĩ như vậy đó, nó lộ ra cái tướng rất là hung dữ, thì tướng này không phải Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà người nào quân tập tâm từ, thương chúng sinh tất cả mọi người và mở lòng bố thí đối với tất cả mọi người, thương chúng sanh, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, Bồ Tát thương chúng sinh như con đỏ. Nếu mà thể hiện được cái tâm đó rồi thì mình chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nha. Mình đi mỗi ngày, Phật tử đi phát công từ thiện ha, đi phát quà cho đồng bào nghèo, đi làm tất cả các công trình, thì Bồ Phật tử đó là hiện thân của Quan Thế Âm đó. Đôi khi mình không hiểu tại sao cái năng lực con người sống trong cuộc đời này rất là ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, ganh ghét, giận hờn, tật đố, đủ tánh xấu hết. Có một kiếm hai, có hai kiếm ba, có chín kiếm đủ thành 10. Cái tâm ích kỷ con người không biết buông xả, mà nếu một Phật tử nào biết pháp tâm lấy cái ái tài này xả bỏ đi để làm một cái phước thiện, cất nhà tình thương cho người nghèo, giúp đỡ người bệnh hoạn, cứu khổ cứu nạn cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, vân vân, thì chính người đó là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát trong cuộc đời, mà đôi khi mình không hay. Đó, mà tự nhớ vậy nha. Cho nên cái nguyện thứ 12 á, là Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Thoại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Dị Nguyện. Sở dĩ mà cái thân tướng ngày hôm nay được đầy đủ sáng suốt trang nghiêm tốt đẹp như vậy là do nơi Ngài thực hành trọn vẹn 12 lời nguyện như vậy. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin trích cái lời của Hòa Thượng Tịnh Từ, mà nương theo cái lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát mà Ngài phát nguyện và hướng dẫn Phật tử để phát nguyện như vậy để tu tập. Thì do nơi 12 lời nguyện của Ngài Quan Thế Âm mà Hòa Thượng Tịnh Từ Ngài mới phát ra hướng dẫn cho Phật tử 12 lời nguyện như thế này. Nếu Phật tử nào mình muốn trở thành một cái tâm như Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là mình hiện một cái thân thừa hành những cái Phật sự, Pháp sự như Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các Phật tử cố gắng noi theo 12 lời nguyện này. Lời nguyện thứ nhất: con xin nguyện mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài. Đó, cái nguyện thứ nhất nha. Con nguyện mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài trên cuộc đời. Đó, bây giờ Phật tử phát nguyện thứ nhất đi. Mình phát nguyện như vậy, mình mở rộng lòng thương ra, mình bảo vệ cái mạng sống cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Mọi loài, không phân biệt là con người. Nghe, vì sao vậy? Phát tâm thương luôn cả loài vật nữa. Vì loài vật là tiến quá chậm, nhưng mà Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả mọi loài, chúng sinh là chung, muôn loài vạn vật sống trên cuộc đời này là chúng sinh, mà chúng sinh là tất cả đều có Phật tánh. Con vật nó cũng có Phật tánh vậy, nhưng mà cái tiến hóa của nó chậm. Đất, nước, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật có giai đoạn tiến hóa chúng sinh như vậy. Từ đất, nước mới sinh ra cỏ, cây, rồi cỏ, cây lâu, lâu ngày, lâu năm, rồi nó mới tiến lên thú. Thú rồi nhiều đời vậy nó lên người, rồi nhiều kiếp người tu hành rồi lên trời, rồi nhiều kiếp tu nó lên Phật, vân vân. Thì cái giai đoạn tiến hóa chúng sanh đó, đất, nước, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật. Vậy thì Đức Phật nói tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả mọi loài chúng sinh trên cuộc đời, dầu là bò, bay, máy, cửa, côn trùng, nhỏ nhất đều có sự sống,
mà có sự sống Đức Phật, đó là có Phật tính. Mà chúng ta giết loài vật là chúng ta giết cái Phật tính của nó. Như vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm nguyện là gì? Mình theo Ngài là nguyện ban rải tình thương đến tất cả mọi người. Ta cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Thấy hiểu không? Cho nên mình phải thương chúng sinh. Thương chúng sanh là mình thể hiện được cái tâm từ của mình. Thì mỗi ngày Phật tử phát nguyện nè, trước hình tượng Quan Thế Âm nè, con xin nguyện mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống và niềm tin của mọi người, mọi loài trên cuộc đời. Đó là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai, con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấu rõ gốc rễ khổ đau của kẻ khác mà tìm cách chuyển hóa, nâng đỡ và hộ trì cho họ. Tức là nguyện mình có cái sự sáng suốt để mình nhìn họ, mình biết được cái nỗi khổ niềm đau của họ, họ muốn cái gì, họ cần cái gì, để mình sẵn sàng để giúp đỡ cho họ. Đó là phát nguyện để hành trì theo năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phật tử ráng cố gắng mình phát nguyện mỗi buổi sáng mở mắt ra nha. Con nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm cho con một cái sức hiểu biết, tức là cái lòng thương đến tất cả mọi người, và cho con được một cái nhìn để thẩm thấu được cái nỗi khổ niềm đau của từng con người trong cuộc đời. Do đó tùy khả năng của con có bao nhiêu, con giúp đỡ bao nhiêu. Con có một đồng, con cho một đồng. Con có ổ bánh mì, con cho ổ bánh mì, vân vân. Tùy khả năng của con, để con phát tâm, con giúp đỡ theo cái hạnh nguyện mà của Bồ Tát đã tu. Để chi? Con giảm bớt cái lòng tham của con đi, giảm bớt cái sân hận, cái phân biệt, cái cố chấp của con đi. Con thực hành cái tâm rộng rãi như vậy để con thành tựu được cái quả vị như Ngài. Đó là cái nguyện thứ hai. Nếu mà chúng ta tin tưởng quy hướng về Quan Thế Âm thì chúng ta phải phát nguyện như vậy. Và nguyện thứ ba, con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc để con có thể vui sống với mọi người trong gia đình và chung quanh con. Nha. Đây là nguyện thứ ba đó, cái này là quan trọng lắm đó. Nguyện là gì? Từ bỏ những tập khí tham ái, giận hờn, trách móc. Sống trên cuộc đời này, các Phật tử biết chúng ta sống được bao nhiêu? Sống được bao nhiêu năm? Nhân sinh bất tuế dĩ kỳ. Sống trăm tuổi là cùng. Nhưng mà trên đời này, người trăm tuổi nhiều không? Rất ít. Mà khoảng chừng 60-70 là chết nhiều, phải không? Vậy thì bây giờ mình sống trăm tuổi mà có tội nguyện trăm tuổi đâu. Mà trong cuộc đời ngắn ngủi như vậy đó, mà mình không để cái tâm mình thanh tịnh, mình nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ những điều hay lẽo phải, nhớ những cái pháp lành, mà cứ thù người này, ghét người kia, giận người nọ. Thưa các Phật tử, mình giận người ta có chết không? Người ta có khổ không? Người ta có ốm không? Mà rốt cuộc mình giận người ta trong khi mà giờ mình ngủ không được. Tội nghiệp cho mình quá đi, đừng giận nữa, đừng hờn. Phát tâm trước Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc để con có thể vui sống với mọi người, với gia đình và cùng chung với xã hội. Phật tử nên nhớ vậy đấy. Cái lòng tham ái của người nhiều lắm. Chúng sinh khổ trên cuộc đời này cũng do tham ái mà ra. Cố gắng nha. Trên cuộc đời này đừng bao giờ mong muốn cho mình, vì tất cả tiền tài nó đem lại cho mình cái hạnh phúc nhất thời, cuối cùng nó cũng bỏ mình ra đi mà thôi. Cho nên ngày xưa có ông vua, ông rất là giàu, vua mà, của cải giang sơn rất là giàu. Ông nói là kho báu từ kho này qua lẫm kia. Một lúc đó, ông kêu tất cả các quân cận thần lại, ông di chúc. Ông nói khi ta chết đó, các người nhớ quan tài của ta đó không được lấy xe chở, mà bắt những người nào giàu có nhất trong cuộc đời này hãy khiêng quan tài của ta. Cái thứ hai, trong quan tài đó hai bên hông đục hai cái lỗ để đưa hai cái tay ta ra ngoài. Cái thứ ba, lấy vàng dòng mà ta tích cốt từ trước đến nay đó, trong các kho lẫm đó đem ra rải trên đường mà cái quan tài đi ngang qua. Thì các vị cẩn thận nói tại sao mà bệ hạ có cái di chúc như vậy. Thì ông nói á, cái thứ nhất, ta muốn cho những người giàu có nhất trong cuộc đời này
trên thế gian này khiêng quan tài ta. Để chi? Để ta cảnh báo cho họ rằng giàu giàu nhất trên cuộc đời này cũng không đổi được sự chết. Phật tử nào giàu có đổi sự chết được không? Thôi bây giờ đừng nói đổi sự chết, đổi cái già được không? Được không? Đức Phật nói già và già đến, bệnh và bệnh đến, chết và chết đến. Như vậy thì mình có tiền của có đổi già được không? Cũng có ra mua cái gì đó, mua cái gì đó sức lên, tha mặt cho nó trẻ lại. Nhưng mà chiều rửa mặt rồi thì vẫn như cũ thôi, không đổi được đâu, đúng không? Rồi đầu tóc mình bạc cái ra mình nhuộm, nhuộm rồi vài bữa nó mọc ra, cái thấy cái chân trắng xác à. Cho nên nó đổi mà đổi mỏng manh, đổi giả dối, đổi để che mắt mình trong mỗi ngày. Mình thấy cái đó mình vui, chứ sự thật cái vui đi trước, cái buồn đi sau còn gấp bội lần. Cho người ta gọi rằng tóc bạc bao giờ thay tuổi trẻ, da dùng há dễ trở mày xanh. Mình thử đồng ý không? Cho nên mình phải nguyện, nguyện mình xả lòng tham, bỏ hết tất cả những cái sân hận trên cuộc đời, và mình nguyện thương yêu tất cả mọi người, nhất là gia đình của mình được hòa thuận nè, rồi bà con là dòng họ láng giềng, rồi ra tới xã hội mình cư xử một cách ôn hòa để làm cho tất cả mọi người cũng thương cũng mến với nhau. Cái tâm mình bao la như vậy là tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tự hiểu chưa? Và cái nguyện thứ năm, con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người khác nói năng tâm sự, dù những lời nói ấy có xúc phạm đến cá nhân của con. Con nguyện không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa khiếm nhã. Tức là nguyện nghe những người xung quanh tâm sự, nói năng với mình. Dầu cho những lời nói nghịch tai mà cũng lắng nghe. Bởi vì sao? Thuốc đắng khó dùng mau hết bệnh, mực tàu đau gỗ lợi nhân sinh, lời thật hay mít lòng. Cho nên mình lắng nghe để gì? Lắng nghe mới thấy rõ được sự thật. Bồ Tát Quan Thế Âm, cái năng lực từ bi của Ngài là có cái lắng nghe. Cái lắng nghe tầm thinh mà, tầm thinh cứu khổ, lắng nghe để chia sớt cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Về tâm lý trong cuộc đời, các bạn thử theo một người nào ta khổ quá, người ta không biết chia sẻ với ai, ta gặp người bạn, ta đến ta nói à, bà ơi à, tôi có chuyện này tôi muốn chia sẻ với bà. Nếu mình chịu khó mình lắng nghe một chút á, thì cái niềm đau của họ 10 phần họ giảm còn 7 phần thôi, vì họ có chia sớt được rồi. Mình sẵn sàng nghe rồi mình an ủi họ, cái họ bớt buồn bớt khổ. Còn họ mới vừa nói thôi bà nội ơi, bà nói tôi nghe không có được, họ càng khổ thêm nữa. Cho nên năng lực Bồ Tát Quan Thế Âm, dầu tất cả những khổ đau trong cuộc đời chúng sinh mỗi người mỗi khác, nhưng đối với Ngài, Ngài sẵn sàng lắng nghe, nghe hết đó để tầm thinh cứu khổ, coi tâm tư người đó muốn cái gì, để Ngài dùng cái năng lực mà Ngài hóa giải cái nghịch cảnh của người đó. Cho nên chúng ta phải nguyện là gì? Con nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người khác tâm sự, bình tâm mà nghe nha. Do dầu những lời nói ấy có xúc phạm đến cá nhân con, con nguyện là không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa khiếm nhã. Đó, hãy dầu cho người ta nói nặng mình cũng mô Phật đi nha. Ta nói nặng mình là tội nghiệp bà quá ha. Bởi vì bà đang gây khổ nghiệp, mình thương chúng sinh, thương những người đó sẵn sàng chia sớt nỗi khổ niềm đau, là mình là Quan Thế Âm đó, mình nguyện Quan Thế Âm như vậy đó. Và cái nguyện thứ sáu nè, con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại suy nghĩ nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức. Con biết rằng mỗi âm thanh đều mang một thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác nhiệm màu, tức là mình trở về, nguyện trở về với hơi thở của mình. Phật tử thấy đời người á bao lâu? Ở đây Phật tử biết đời người bao lâu không? Bao nhiêu năm? Hả? Ai nói đúng giỏi? Đời người chỉ bằng hơi thở rồi, đúng không? Thở ra mà không hít vô là đổi đời khác rồi, đúng chưa? Như vậy mà mình không biết quý trọng hơi thở của mình, thay vì ngồi mình hít vô, mình thở ra nhẹ nhàng, cái tâm nó khỏe không? Nó không nổi giận chi mà nín thở chửi lộn với cái bà kia vô ích. Không nổi sân lên rồi nín thở để chửi với bà đó, lỡ mình tắt thở có tử rồi sao? Mình không biết sử dụng hơi thở của mình. Hơi thở mình rất quý lắm, mà lấy cái hơi thở đem cái hơi ra để chửi lộn với người ta, tội nghiệp mình quá hả? Đừng bao giờ Phật tử có cái này nha.
mình phải biết giữ gì để thở ra thở vô điều hòa. Người nào mà biết quân tập đó, thở vô thở ra điều hòa là sống lâu. Còn người nào thở ra nhiều thở vô ít, hoặc là thở ra ít thở vô nhiều là có chừng chết sớm. Tại vì hồi hộp tim đập mạnh mà nhiều lần như vậy thì giảm tuổi thọ. Cho Phật tử phải tập hơi thở vô ra đều đặn nhẹ nhàng thì mình sẽ được sống lâu. Sống với hơi thở của mình đó, coi hơi thở rất là quan trọng lắm nha Phật tử. Cho nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức. Tập sống hơi thở, dừng lại mọi cái sự nói năng, cái sự mà nó động về bên ngoài quá nhiều, hãy dừng lại đi, tịnh tâm, bớt nói, ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Cái tâm mà tịnh là bớt nói và bớt lăng xăng những cái chuyện không đâu. Để chi mình tập cái hơi thở thuần thục vô ra để mình dưỡng cái khí. Cái khí nó nuôi cái thần của mình. Khí nuôi thần thì mình được sống lâu. Mà chính cái tịnh tâm bớt nói ngưng làm này là mình không tạo nghiệp chướng. Mà không tạo nghiệp chướng thì gì? Lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Có gì đâu. Người nào mà bớt nói thì không gây khẩu nghiệp. Mà không gây khẩu nghiệp thì không tạo tác những nhân xấu. Mà không tạo tác nhân xấu thì mình chấm dứt được cái quả báo quán thù. Đó, cho nên Phật tử biết hơi thở, quý trọng hơi thở của mình, nhớ hơi thở nha. Biết rằng mỗi âm thanh của tiếng chuông, Phật tử có biết lắng nghe tiếng chuông chiều không? Nghe chuông nhẹ bớt não phiền, giác sanh huệ lớn giọng thiền ngân nga. Cõi này ngục đất tránh xa, cõi này hầm lửa thoát ra tu hành. Nguyện xin quả Phật viên thành, độ về tất cả chúng sanh mê lầm. Khi mình nghe tiếng chuông vậy đó, thì mình nghe nó cái thâm trầm vậy đó để đánh thức lòng mình và tỉnh thức trở lại để nguyện tu, để thoát khỏi cái bể khổ trần gian này. Để chi? Mình nguyện thành quả vị Phật để mình trở lại cứu độ chúng sanh. Chứ không phải là nghe tiếng chuông êm tai quá rồi ngủ. Nghe chuông nhẹ bớt não phiền, phiền não chồng chất nghe tiếng chuông chùa là phiền não lắng đi liền. Tức là tiếng chuông thức tỉnh mà, phải không? Tiếng chuông cảnh tỉnh giọng phù trầm, khuyên bớ khách trần khá tĩnh tâm. Đó, khuyên người trần á, tĩnh tâm tĩnh trí trở lại để lắng nghe âm thanh của tiếng chuông trầm bổng để mình vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau của chính mình. Và cái năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm thì đang gia trì cho mình nếu mình biết nghe chuông. Mọi người hiểu chưa? Đó là cái nguyện thứ 6. Bây giờ cái nguyện thứ 7: con xin nguyện cho người đau chống lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có duyên lành, giảng sanh về cảnh giới an vui trong sáng của Đức Phật A Di Đà. Cái nguyện này cũng là đại nguyện nha. Nguyện cho người bệnh thì mau hết bệnh, nguyện người già thì được có người săn sóc, và nguyện người nào lâm chung thì được sanh về cảnh giới A Di Đà. Tự phát nguyện vậy nhé. Nguyện vậy là mình mở rộng lòng mình đó, chứ đừng nguyện cái bà nội thấy ghét quá, trông bà chết sớm cho rồi. Đừng. Tôi không ưa bà đó, cầu cho bà nghèo khổ đi, không nên. Mà mình phải nguyện làm sao cho tất cả mọi người đều có một cái đời sống an vui, được hạnh phúc. Người bệnh đó, thì nguyện cho mau lành bệnh. Còn người già đó thì nguyện có người săn sóc bảo hộ. Mà người chết á, thì nguyện được sanh về cảnh giới Tây Phương. Nhớ không? Chứ đừng mình ghét cái người đó nói bảo bệnh hả? Thôi bệnh thì chết sớm cho rồi. Không được. Vậy là mình đâu phải đệ tử Quan Thế Âm đâu. Mình không thực hiện được cái năng lực, cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm, làm gì mình về ở với Ngài được. Làm gì mà mình chết rồi mình sanh về cảnh giới Tây Phương. Vì cảnh giới Tây Phương là Đức Phật A Di Đà, một bên là Quan Thế Âm và một bên là Đại Thế Chí. Thấy không? Và năng lực đại bi, đại nguyện là Quan Âm và Thế Chí. Mà nếu mình không có đại bi thì không sanh về cảnh giới Tây Phương được đâu. Đúng không? Mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình có cảm thì Đức Phật có ứng, mà mình không cảm thì Phật không ứng. Mà tâm của Bồ Tát là tâm đại bi, mà tâm mình là tâm sân hận thì làm gì Bồ Tát ứng với mình được. Cho nên mình phải có tâm đại bi, mình cảm thì Bồ Tát có cái tâm đại bi ứng với mình liền, thì đó là mình được cứu khổ. Cho nên cái nguyện thứ 7 á, là nguyện cho người bệnh á, thì mau hết bệnh. Mà nguyện cái người mà
già đó thì được nhiều người săn sóc, mà nguyện cho người lâm chung á thì mau sanh về cảnh giới Tây Phương. Chư thưa với các Phật tử, cái nguyện của mình á nó có năng lực phi thường lắm. Mình nguyện cho người đó sanh về Tây Phương, biết rằng người đó sanh được hay không thì tùy theo cái phước của họ, cái sự tu hành của họ, nhưng mà trước mắt là mình phát được cái tâm đại bi. Mà cái tâm đại bi mình phát được rồi á thì mình dẹp được cái gì Phật tử biết không? Mình dẹp được cái ích kỷ, cái giận hờn, cái ganh tị, cái tật đố là mình được dẹp. Khi mình phát cái tâm đại bi nhiều chừng nào thì tật đố, tham lam, giận hờn, ích kỷ nó lắng dịu chừng đó. Đó là năng lực của mình tu tập chính mình. Cho nên nhiều khi mình nói à, tôi nguyện như vậy mà người đó có hết bệnh hay không? Cái chuyện hết bệnh hay không là tùy cái duyên phước của người đó. Mà cái chính mình được á, là mình nguyện như vậy thì cái ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn, ganh tị tật đố của mình nó bớt đi liền. Thì mà chừng nào mà tham sân si mình bớt đi rồi thì giới định vệ tu tập nhiều thì mình thành thánh thành Phật chứ đâu quá dễ, không gì khó hết. Cho nên Phật tử phải cố gắng phát nguyện như vậy nha. Và cái nguyện thứ 8, con xin nguyện cho kẻ nghèo đói được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng tốt đẹp, kẻ nghiện ngập được thức tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân biết buông khí giới. Đó, cái tâm nguyện thứ 8 mà mình phát nguyện dõng mãnh trước ngày Quan Thế Âm, nguyện cho kẻ đói được no. Bây giờ sư thưa với các Phật tử thế này nè, bây giờ Phật tử chắp tay nguyện trước Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin nguyện cho kẻ đói được no. Nói từ sáng đến chiều thì cái người đói có no không? Không no đâu. Nhưng mà nguyện cho kẻ đói được no thì mình chịu khó mình móc túi mình ra một đồng bạc, mình bố thí thì người đó no liền. Từ bi cứu khổ là của Quan Thế Âm mà. Quan Thế Âm dùng năng lực phò trì cho mình để mình phát được cái tâm dõng mãnh đó. Trước đây mình ích kỷ quá, mình giữ gìn, bây giờ mình nguyện quan tâm rồi buông bỏ, mình muốn cho người ta được no cơm ấm áo thì mình phải biết sớt chia của cải, đúng không? Chứ giờ mình nguyện không, mình không biết sớt chia của cải làm sao người ta no được, làm sao người ta ấm được. Cho nên mình phải biết sớt chia, vì của trên thế gian này nên Phật tử biết rằng của thật năm nhà ta chẳng có, thân do tứ đại bổn lai vô. Của thật năm nhà là gì? Lửa cháy, nước trôi, vợ chồng con phá sản, giặc cướp hoặc là xung công. Đó là của thật năm nhà. Của trên thế gian này chúng ta không nắm giữ trọn vẹn đến lúc lâm chung đâu. Và khi nhắm mắt tắt hơi rồi thì của trần phải để lại cho trần. Mà trong sách bảo rằng của trần càng tốn thâu vô là càng chôn lấp dưới mô sình lầy. Mình càng gom tiền vô nhiều quá đó thì mình càng khổ tâm cho cất giữ, bảo quản giữ gìn, đúng không? Cho nên người nào có tiền giàu quá họ đâu có để thờ ơ được. Họ phải có tủ sắt nè, họ phải có cửa sắt nè, họ khóa cẩn thận lắm, tại vì sợ mất của. Còn cái người nghèo khổ không có tiền, nhà không có cửa gì hết trơn. Cho nên mình càng thâu vô bao nhiêu thì mình càng khổ tâm bấy nhiêu, mà tội nghiệp cho mình lắm. Đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình. Cái thân mình sống có mấy chục năm thôi mà mình lăn xăng, mình gom cái này gom cái nọ, cuối cùng rồi thì có được cái gì đâu, cũng hai bàn tay trắng mà tội nghiệp cho mình. Gọi là gì? Đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để cho vật chất nó cai trị mình. Mình không có một phút thảnh thơi mà mình sống tự do cho chính mình mà bị nô lệ cho vật chất. Tại sao chúng tôi dám nói điều này? Tại vì chúng tôi đã từng chứng kiến những người rất là giàu có tiền rồi mà lúc 12 giờ trưa ăn cơm á, đem tô cơm lên để trên bàn, vừa ngồi ăn vừa cộng sổ. Cực nó dữ vậy, vừa phải thôi đúng không? Làm gì mà phải nô lệ cho vật chất dữ vậy? Rồi cuối cùng rồi cái vật chất này là sao? Giống như ông vua đó, hai bàn tay trắng, cuối đường danh lợi hai tay trắng, có đem được món gì không? Không đẹp, không đem được món gì hết. Mà cái hậu quả bi thương trên cuộc đời này xảy ra, lo làm ăn quá mà bỏ bê con cái học hành, không chăm sóc, cuối cùng rồi đứa con đó nghiện ngập xì ke,
Bây giờ lấy cái tiền của mình mà làm bao nhiêu năm nay nè, tích cốt nè, bỏ ăn, bỏ ngủ nè, rồi để bù đắp lại cái nghiện xì ke con mình có được hay không? Mình quên cái đó đi. Những cái hiện tại mình quên đi, mà vì vật chất tham cầu quá cho nên mình đánh mất đi cái hiện tại của mình, đánh mất đi những cái gì của mình tu tập. Cho nên mình phải nguyện. Làm sao cho kẻ nghèo đói được cơm no ấm áo, kẻ tội lỗi được sớm biết ăn năn, kẻ tù đài mau thoát ngục tối, người tàn tật được thân tướng tốt đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân phải buông khí giới. Đó là mình nguyện cho tất cả mọi người đều có cái sự an vui. Phật tử nhớ vậy nha. Và lời nguyện thứ 9, con nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tánh thương yêu bình đẳng của nhau, đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù ganh tị ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. Đó. Nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài hãy sớm nhận ra cái tự tánh của mình, tức là nuôi dưỡng cái mầm thương yêu của mình và đối với tất cả mọi người. Đừng bao giờ gây cái khổ hại cho ai. Vì mình gây cái khổ nạn cho người khác thì một lúc nào đó người khác sẽ gây cái khổ nạn cho mình. Vì nhân nào quả nấy, trên sách bảo rằng 1 + 1 = 2, trồng chi hưởng nấy, xưa nay không lầm. Nói cho nên mình phải nuôi lớn cái lòng thương yêu, và đối với tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, và đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai. Đó. Con kiến cũng có việc được sống vậy, thì con người mình thương không? Vì mạng sống mình mà bảo vệ mạng sống của muôn loài. Chúng tôi xin nhắc lại, ta cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu, chớ ngơ mắt nhìn. Chúng ta làm được chuyện này chưa? Thấy con cá nó mắc cạn á, chúng ta vội vàng xuống đem nó ra chỗ có nước được chưa? Hay là xuống bắt đem về nấu canh? Hãy xét lại chỗ này. Mình coi mình có nuôi lớn được tâm từ này chưa? Thương yêu loài vật chưa? Ta cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Vì Đức Phật nói mà nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Như vậy con chim, con cá nó cũng có Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh nó thì lâu đời lâu kiếp nó không phát triển được. Vì do nó còn là loài súc sinh. Chừng nào nó quá thân lên, tiến hóa nó mới phát triển được. Thì dầu chậm hay mau nó cũng có Phật tánh. Nếu không Phật tánh, tại sao nó biết đi từng đoàn? Nó biết sanh con, nó biết bảo vệ cho con. Vì lòng nhân con người thương yêu gia đình như thế nào thì loài vật cũng như vậy. Thì ta và vật cũng một đồng, thể tánh như nhau không khác. Cho nên mình phải biết mở lòng thương yêu và nguyện cái tâm mình thương yêu tất cả mọi người, và nguyện cái tâm bình đẳng của mình với tất cả mọi người. Đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai oán thù ai, đừng ai ích kỷ ganh tị gây khổ đau đối với ai. Đó, mình nguyện cho tất cả mọi người đều được cái tình thương, và chính mình cũng phải ban cái tình thương cho mọi người. Đó là cái nguyện thứ 9. Cái nguyện thứ 10, con xin nguyện trên hành tinh xanh muôn đời là trái đất sinh tốt, phương nào cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo ngũ cốc hoa trái ngon thơm để dâng hiến cho mọi người và muôn loài no đủ. Tức là nguyện trên trái đất này, trên hành tinh xanh của chúng ta, luôn luôn lúc nào chỗ nào cũng có những dòng sông tươi mát, chỗ nào cũng có hoa trái sum suê để đem lại cái no, cái ấm cho tất cả muôn loài vạn vật trên cuộc đời. Tức là nguyện cho tất cả mọi người đều hưởng được cái hạnh phúc như nhau. Phật tử khi mình làm công việc mệt nhọc rồi, mình làm sao cho khỏe? Ngoài cái vấn đề ngồi nghỉ, mình làm sao cho khỏe? Đi tắm. Đúng không? Tắm khỏe không? Tắm khỏe chứ. Cái năng lực mà Bồ Tát Quan Thế Âm nó cầm cái nhành dương liễu á, mà nhúng vào cái tịnh bình, nó gọi là nước gì? Cam lồ. Lồ là xương, cam là ngọt. Cái dòng nước ngọt mà rưới xuống chúng sinh á, để cho cái lửa phiền não chúng sanh dập tắt đi, biến thành gì? Biến thành một cái cam lồ trong cái bình của Quan Thế Âm mà tưới xuống. Tất cả những cái dòng sông cái cuộc đời này đều là ngọt hết. Để chi?
mỗi chúng sinh được hưởng cái mùi vị ngọt ngào đó, và nó tưới tẩm tất cả mặt đất này để biến thành chỗ nào cũng màu xanh, chỗ nào cũng cây cối hoa trái xum xuê, để cho mọi loài cùng hưởng cái đó mà có sự sống bình đẳng như nhau, đừng ích kỷ về mình. Thưa các Phật tử, chúng ta phải hiểu cái câu nguyện thứ 9 này, cái câu nguyện thứ 10. Và cuối cùng, câu nguyện thứ 11. Con xin nguyện cho mọi người, mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ sáng suốt. Tức là nguyện cho mọi người đều được có cái tâm bi, trí và dũng, tức là từ bi, trí tuệ và định lực đầy đủ. Và nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài sớm có đầy đủ diệu lực, ngàn tai ngàn mắt, tự tại ra vào ba cõi để cứu độ chúng sinh trong 10 phương tam giới. Đó, mình nguyện nha. Mình nguyện tất cả mọi người hay là chính mình đó, có ngàn tai ngàn mắt, làm cái gì cũng được, biết thấy tất cả mọi nơi, để mà đem cái tình thương đó ban rãi cho tất cả mọi người. Nếu Phật tử nào mà hôm nay trở về đây để mừng kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo, đắc đạo đó, đắc quả đó, tức là ngài tròn xong cái hạnh nguyện của ngài, như chúng tôi vừa trình bày lúc trước đó, thì ngài nguyện là để ngài thành Phật để gì? Để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà trước thời kỳ thành Phật, ngài ứng thân làm Bồ Tát. Bồ Tát để làm gì? Để đem cái tình thương đó để ban rãi, tưới tẩm cho chúng sanh, bớt những cái giận hờn, những cái phiền não. Cho nên gọi là tầm thinh cứu khổ. Thì cái nguyện lực của ngài hôm nay đã thành tựu chưa? Chúng ta thấy rằng cái nguyện ngài rộng lớn chừng nào đó, thì cái đạo của ngài thành tựu nhiều chừng đó. Tức là sau Đức Phật A Di Đà là tới ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó. Cho nên ngài nguyện tất cả những cái gì mà đem lễ cho chúng sanh thì chúng sanh được an vui, thì ngài đã tròn xong cái hạnh nguyện của ngài rồi. Và hôm nay chúng ta là người đệ tử của Phật, đặc biệt là Phật tử đang hướng về bảo tượng của Quan Thế Âm, thì Phật tử có nguyện mình có ngàn tai ngàn mắt, để chi? Mình làm hết tất cả mọi việc trong cuộc đời, mình thấy hết tất cả mọi chuyện trong cuộc đời, để chi? Để do đó mình cứu độ tùy khả năng, để mình cho bớt cái cơn đau khổ của mọi người xung quanh mình. Thì cái đó là mình tu theo Bồ Tát Quan Thế Âm, và mình tu theo cái hạnh nguyện Quan Thế Âm, thì chắc chắn sớm muộn gì mình cũng thành tựu được năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là thành tựu được cái đạo nghiệp của ngài. Thì mình là đệ tử của ngài, con nhà tông, không giống lông thì giống gì? Giống gì? À, giống cánh, đúng không? Không giống lông thì giống cánh, không tròn vẹn với ngài. Mình còn gia đình, còn cuộc sống này thì mình không phát tâm rộng lớn được. Nhưng mà xin chia sẻ cho bà lão già này một đồng bạc được không? Cái chuyện nó chắc được trong tầm tay mà. Cái đó là cái tâm bi đó. Mình biết mổ, mình biết chia sẻ cái nhỏ, rồi mai mốt mình sẽ chia sẻ được cái lớn. Ban đầu mình cho bà lão nửa ổ bánh mì, nửa gói xôi, mai mốt mình sẽ cho bà lão được 1-2 ngàn. Vài bữa nữa mình mới cho ông kia được 5-10 ngàn. Rồi dài bữa nữa thấy người bệnh kia mình dám cho 20-30 ngàn. Về từ cái chia sẻ nhỏ trở thành cái chia sẻ lớn. Cái tâm đại bi mình ban đầu nhỏ nhưng mà từ từ phát triển mỗi ngày cao lên, gọi là đại từ đại bi. Năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm là tầm thinh cứu khổ. Thì hôm nay các Phật tử về dự cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm là ngày thành đạo của ngài, ngài tròn xong cái hạnh nguyện của ngài đó ha. Và nhân dịp thì ở chùa Phước Long cũng tổ chức cái lễ tạc tượng Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà là một biểu tượng mà ngày hôm nay các Phật tử đang quy hướng nhiều nhất, tức là niệm Phật để giảng sanh. Giảng sanh về đâu? Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà giáo chủ Tây Phương Cực Lạc là ai? Ai? Đức Phật A Di Đà, đúng không? Bây giờ hình tượng Đức Phật A Di Đà sẽ tạc trên chùa này. Thì nếu mỗi ngày mà Phật tử nhìn cái tượng Di Đà thì trong tâm mình ghi nhớ rồi, khuôn mặt của Đức Phật A Di Đà có đầy đủ phước tướng trang nghiêm, mai mốt mình giảng sanh về mình nói, à đây là cha của con hằng ngày con nguyện con theo ngài, hôm nay con về được ngài rồi, đúng không? Cho nên Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Phật Di Đà luôn luôn đưa bàn tay cứu độ chúng sanh, và nguyện cho tất cả mọi người niệm Phật, bỏ ác làm lành,
để khi thân hoại mạng chung thì Ngài được cứu về Tây Phương. Mà nếu mình không biết mặt Ngài đó, thì khi trở về Tây Phương rồi, Ngài ra Ngài đón mình, thì mình nhìn Ngài mình nói làm sao? Ủa, cái ông này là ông nào ta? Cho nên á, mình phải hằng ngày lễ Phật Di Đà. Khi mình về gặp, à đây là cha lành của con, hôm nay con về rồi. Còn mình không lễ Phật Di Đà, mình không biết mặt mũi vậy trơn, lúc gặp Phật, ông này ông nào? Không được, có cảm thì có ứng, đúng không? Mà không cảm thì không ứng. Phật tử mà hướng về Phật thì Phật mới gia hộ cho mình. Thì sư nói là thân gửi thân cho đất, đất gửi đất cho cây, đúng không? À, xin lỗi, cây gửi cây cho đất, đất gửi đất cho cây, đúng không? Cái cây mà trồng trên mặt đất á, mà cái rễ nó bám vào đất á, thì nó sống. Mà cái rễ không bám vào đất thì nó chết. Tức là cây gửi thân cho đất, thì đất mới gửi đất cho cây. Mình bám vào đất thì đất mới có cái mầm nuôi dưỡng mình, thì cái cây nó mới tốt. Ta gửi thân cho Phật, Phật gửi Phật trong ta. Mỗi ngày ta chiêm ngưỡng hình tượng của Phật, ta nguyện, ta tụng kinh, ta làm tất cả các phước lành, thì mình gửi thân cho Phật, thì Phật mới gửi Phật cho mình. Đúng không? Cho Phật tử ráng cố gắng mà mình tu. Hôm nay là cái duyên lành là thầy trụ trì cũng tạc cái tượng Phật Di Đà để thờ trên chính điện á. Và cái chùa thì Phật tử ở đây là ngồi đây là yên ổn đó. Nhưng mà lên trên chút thì cái nóc chưa hoàn thành. Còn mưa dột rất nhiều chỗ đó, mà cái là nói chung là chưa hoàn thành. Thì Phật tử chúng ta làm sao? Cái vai trò hộ trì Phật Pháp, Phật và Phật Pháp xương minh do tăng già hoằng hóa. Tức là Phật Pháp mà được phát trưởng mạnh á, thì do cái công năng của tăng già là chư tăng chư ni đó, hoằng chư giáo Pháp. Còn tòng lâm hưng thạnh á, thì bởi đàn Việt phát tâm. Chùa chiền mà được trùng tu, được hưng thạnh, được khang trang tốt đẹp là do nơi cái sự phát tâm của đằng na thính chủ xa gần. Thì hôm nay nhân dịp các Phật tử về dự lễ vía Quan Thế Âm thành đạo, thì trong ngôi chùa mà chúng ta đang ngồi đây thì còn thiếu thốn rất nhiều về cái nóc, cũng như là chuẩn bị tạ cái tượng Phật Di Đà. Thì Phật tử cũng kẻ ít người nhiều góp công góp sức để mình hộ trì cho thầy trụ trì sớm hoàn thành được cái tượng Phật, cũng hoàn thành được cái nóc chùa cho nên được hoàn mãn, để rồi có cái nơi mà chúng ta đến để chúng ta tu học lâu dài. Đức Phật dạy như thế nào? Trong tất cả các công đức, mà công đức cúng dường, một, tạo tượng, hai, tạo tự là phước đức vô lượng vô biên. Vì tạo tượng để gì? Để cho chúng sinh chiêm bái lễ lại, mà lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng, mà niệm Phật một câu thì diệt tội hằng xa. Để cái biểu tượng đó cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ bái, nhìn cái gương mặt hiền hậu của Đức Phật, mà chúng ta xả bớt cái giận hờn, cái tham sân, thì phước đức vô lượng đó. Còn mình tạo tự là tạo cái ngôi chùa để cho Phật tử hằng ngày thưa gia bá tánh đến để hầu, để nghe Pháp. Nghe Pháp là gì? Nghe chuông nhẹ bớt não phiền, hay là nghe Pháp là dứt đi cái sự hôn trầm, dứt đi cái mê mờ, mà nghe Pháp để mình tĩnh tâm, tĩnh trí, mình hiểu được chánh Pháp, mình tu tập, thì mình cải ác tùng thiện, tức là bỏ ác về lành. Thì công đức vô lượng, người nào mà tạo công đức mà cất chùa đó ha, là phước báo vô biên. Sau khi thân hoại mạng chung, mình sanh lên bất cứ ở kiếp nào, mình có đầy đủ những cái vật chất, tức là có nhà cửa, nhà cao đẹp, êm ấm trong ngoài, vân vân, đó là cái phước hữu lậu mà chúng ta đang tạo sống ngày hôm nay. Ngày xưa ông vua Lương Võ Đế đó, mà tự biết không, ông là ông tiều phu, ông vô rừng ông đốn củi thôi. Bữa nọ ông gặp và Đức Phật, tức là cái tượng Phật đó, ai để trong chùa lâu năm chầy tháng rồi, bị rêu phong nó đóng đầy hết á, cái ông lấy cái nón của ông đội lên. Cái nón tiểu phu đâu có lành rách hết trơn à. Ông đội lên, ông nói, Ngài ngồi đây không có cái gì che cho Ngài hết, tội nghiệp quá. Con có cái nón này thôi, con đội cho Ngài, để cho tránh mưa, tránh nắng. Ông phát tâm vậy thôi, mà do cái phước ông đội cái nón cho một cái tượng Phật ở trong rừng, mà những kiếp về sau ông đầu thai lên, ông được làm vua, ở trong cung vàng điện ngọc, tức là che chở cho ông và bằng cái sự sang trọng. Thì do cái phước đổi cái nón cho một tượng Phật thôi, mà cái phước được làm vua, thì hôm nay Phật tử cúng dường làm chùa, thì cái phước cỡ nào? Chắc những kiếp tương lai, suy nghĩ rằng tất cả các Phật tử ngồi đây, ít nhiều chúng ta cũng đang tạo phước, là chúng ta sẽ đầy đủ được 5 phần phước báo nè. Sống lâu, sắc tốt, yên vui,
sức mạnh và đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ nhà cửa, đầy đủ vật chất để hỗ trợ cho mình trong cuộc sống được tốt đẹp. Vì sao vậy? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Bằng ai muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ thọ đây. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết quả báo sau này, nhắm điều tội phước hôm nay ta làm. Vậy thì hôm nay các Phật tử về đây dự lễ thành đạo của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và dự cái lễ khởi công tạc tượng Đức Phật A Di Đà, thì được cái duyên lành thầy trụ trì mời chúng tôi về để chia sẻ với các Phật tử về cái ý nghĩa, tức là mình noi theo cái hạnh Quan Thế Âm để mình thực hành cái công việc Phật sự của mình trong cái hiện tại cho được trọn vẹn. Thì ý nghĩa như vậy, và mong tất cả các Phật tử chúng ta phát tâm để cúng dường Tam Bảo, để hộ trì cho ngôi Già Lam Phước Long Cổ Tự này mỗi ngày nó được khang trang, được tốt đẹp, để có cái chỗ nơi cho cư gia bá tánh tới lui tu học. Thì phước đức của các Phật tử thật là vô lượng vô biên. Cầu nguyện oai thần năng lực của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho tất cả các Phật tử hiện diện nơi đây được đầy đủ phước báo, gia đình được hạnh phúc, và cuộc sống của Phật tử luôn luôn được hạnh thông trong công việc làm ăn. Và cầu nguyện cho Phật tử được nhiều quả phước và sớm thành tựu mọi cái quả phước trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.